Ừ, tao nè. Hôm nay kèo sao vậy? Chelsea chấp nửa trái hả? Ừ, rồi. Alo, hôm nay kèo Chelsea chấp nửa trái á, đá mày không? Mày mày? Vô chục trái hả? Rồi, 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 được rồi. Kêu mấy em lên ngồi chơi nha. Thôi, dẹp đi. Có chuyện gì buồn vậy Út Thắng? Nãy giờ cầm như hết á. Tao vậy á, mà có nhỏ kia nó dám chê tao mới ghê. Nhỏ nào mà không biết giá trị của vàng bạc đá quý vậy mày? Nói chung là tình cờ tao cua được con nhỏ đó thôi. Tại nó đẹp nên mày muốn chiếm hữu nó chứ vậy? Tao nói thiệt nha, con nhỏ đã làm tao tức muốn chết luôn vậy đó. Mày thử nghĩ coi, ngoài cái chuyện mà nó chê tiền ra, nó còn làm tao quê trước mặt mọi người nữa. Có cần tụi này giúp một tay không? Tụi mày có cách gì giúp tao hả? Mày chỉ muốn chiếm đoạt thân xác nó thôi mà. Chuyện nó dễ như phở. Bằng cách nào? Ông đưa nó lên căn nhà quen, rồi ông muốn làm gì cũng làm, được không? Ý của mày nói là ăn tươi nuốt sống đó hả? Chứ còn gì nữa. Hay, tao thích. Vô, vô, vô. Muốn đi sao? Em hết tiền rồi. Anh nói rồi, em phải dừng lại đi, kiếm nghề khác để làm, sinh sống cho đàng hoàng đi. Nếu cuộc sống cho riêng mình thì thế nào em cũng chịu được. Nhưng em không chỉ sống cho riêng em, anh hiểu không? Mình đã từng hứa chỉ cướp của những người nhà giàu, không làm hại đến tính mạng của ai. Nhưng lần này mình đã gây ra tai nạn, em không nhớ sao? Em biết. Đêm nào em cũng trằn trọc không ngủ được. Em không biết bà ta đã ra sao rồi. Cho nên để không tiếp tục gây ra sai lầm nữa, mình phải dừng lại thôi em à. Không được đâu anh đây. Bà Hải Ân thấy em không mang tiền về, bà ấy đã nghi ngờ em không làm ăn được. Bà thay đổi thái độ với em. Em cứ mang tiền về theo cách này hoài cũng không phải là cách tốt nhất đâu Cường à. Em không dám mơ đến ngày cùng Hải Loan làm đám cưới. Em thấy ngày đó quá xa xôi. Em chỉ làm tất cả để tình yêu của em được tồn tại lúc nào hay lúc đó. Nếu biết em vì kiếm tiền cho mẹ mình mà phải đi ăn cướp, Hải Loan sẽ đau lòng lắm đó. Em rất sợ một ngày nào đó việc làm của mình sẽ bại lộ. Em sợ những người thân của mình sẽ ngoảnh mặt quay lưng. Vậy thì em hãy dừng lại đi. Em không thể. Alo, tôi nghe nè. Hả? Bây giờ hả? Được. Được chứ. Nè, anh có việc phải đi một chút. Đừng có manh động, đừng có làm gì một mình. Anh về mới tính được. Dạ. Ai gọi cho anh vậy? Bạn thôi. Bạn nào? Dạo này thấy anh hơi lạ đó nha. Thằng này lạ gì mà lạ. Anh đi đây. Thục nè. Tôi
Ăn xin cơm nè. Hai viên. Anh em hiểu mà, em hiểu mà, không cần nói đâu. Anh muốn nói với Thục là ủa sao tự nhiên kêu tôi ra nhanh thiệt nhanh, rồi bắt tôi chở cô đi vòng vòng, rồi dẫn tôi tới đây vậy thôi hả? Thì tôi buồn, muốn đi đâu cho khuây khỏa, cho nên mới gọi anh. Mà tôi cũng hiểu tôi sao nữa, mỗi khi tôi buồn tôi hay nhớ anh. Thục cũng ngộ quá à. Mỗi lần Thục buồn Thục mới nhớ tới tôi, còn Thục vui á thì Thục nhớ tới Kim Hùng. Sao bây giờ Thục buồn á không đi tìm anh Kim Hùng của Thục đi? Nè, tôi cấm á nghe, từ đây về sau á, trước mặt tôi đừng bao giờ nhắc tới nơi Kim Hùng nữa. Đối với tôi, Kim Hùng đã chết rồi. Trời đất ơi, mới ngày hôm qua thôi tôi thấy Thục á hả, khóc lóc sướt mướt thiếu điều giống như tự tử vậy. Hôm nay làm cái vèo quên hết là sao? Anh tưởng là dễ dàng quên được anh Kim Hùng hả? Tôi đã phải hả, suốt đêm khóc hết nước mắt luôn. Sáng nay hả, tôi quyết định hả, tôi gọi cho anh. Khi tôi đi với anh, tôi cười cho thiệt là nhiều lên, để tôi cảm thấy là lòng tôi đã rũ sạch. Anh không có biết nụ cười của tôi đâu, môi cười mà lệ tuôn rơi đó. Vậy hả? Ừ. Ủa nói vậy là bây giờ trái tim của Thục á lành lặn rồi hả? Tôi không biết nữa, không biết là bây giờ có lành lặn hay không nữa. Mà tôi cảm thấy á, hình như là bây giờ tôi không còn đau đớn, không còn đau nhói khi mà nghe ai nhắc hai chữ Kim Hùng. Vậy hả Thục? Ừ. Thục ơi, vậy nè, nếu mà bây giờ có một cái người nào đó ngỏ lời yêu Thục, xấu hơn anh Kim Hùng chút xíu, đen hơn anh Kim Hùng chút xíu, nói chung cái gì cũng thua anh Kim Hùng chút xíu hết, Thục có chấp nhận người ta không? Ủa ai à? Vậy là anh biết có một người nào đó thương tôi hả? Nhưng mà tại sao người đó đáng thương quá vậy ta? Nè nè, anh nhìn lại tôi đi, tôi đẹp lòng lộng như vậy đó, mà tại sao cái người thương tôi á, cái gì cũng xấu hơn anh Kim Hùng? Trời ơi, ai ai vậy? Ai mà đáng thương quá vậy hả? Là tôi á. Hả? Anh đó hả? Đừng có la, đừng có la. Không phải, đừng có la, đừng có la. Thật ra là tôi thấy á, Thục dễ thương, Thục đáng yêu quá, cho nên tôi tôi hiểu rồi. Vậy là thì ra từ bấy lâu nay anh cố tình anh tốt bụng với tôi là anh có ý đồ xấu nè. Anh không muốn có, không có tôi nè, không anh có, đã làm chuyện không gì bị bả tôi nhảy. Ê Thục ơi, Thục đừng Thục ơi, nghe tôi nói nè, tôi yêu Thục tại vì tôi thấy Thục dễ thương quá, tôi yêu Thục, tôi mến Thục, cái gì tôi cũng thua anh Kim Hồng một chút hết, chỉ có điều tình cảm tôi dành cho Thục hoàn toàn là sự thật hết á. Mà mắc gì anh yêu tôi hả? Tại tôi thấy Thục đáng yêu, dễ thương nè, nói chuyện dễ thương, rồi tâm tính hiền, có điều hơi dữ một chút thôi. Là sao? Khó hiểu quá, hiền mà còn dữ nữa. Hiền Thục, Thục là phải. Nhưng mà thôi, bây giờ tôi hỏi anh nè, anh thương tôi á, anh có được sự đồng ý của tôi chưa? Anh có xin phép tôi chưa mà anh dám thương tôi hả? Thì bây giờ tôi hỏi Thục đó, Thục có đồng ý không? Chú Duyên, tự nhiên hỏi ngay mặt con ta, làm sao con ta biết đường trả lời? Thục kỳ quá. Tôi hỏi ý kiến Thục thì Thục cũng cự, rồi yêu Thục thì Thục cũng la, không biết sống sao cho vừa lòng Thục nữa. Làm sao, ai biết làm sao bây giờ? Vậy chứ bây giờ ý của Thục sao? Chú Duyên, hỏi tự nhiên hỏi ngay vậy ai biết đường trả lời? Tôi Thục nè. Hả? Con biết đi theo.
Hả? Uống nước nè. Cảm ơn Nhung. Anh, trong nhà của mình nó có nhiều cây xanh như thế này, thấy không gian nó khác hẳn ha. Thấy Nhung thích đó là anh rất là vui. Anh biết không, lát nữa ba em về á, ba em thấy cây xanh ở trong nhà như thế này, ba em vui lắm á. Đây là lần đầu tiên á, tự mình anh thiết kế cái không gian xanh như vậy á, thì anh thấy mình rất là hạnh phúc luôn. Chắc chắn trong tương lai anh sẽ trở thành một nghệ nhân. Nhung biết không, kiểu mà anh thiết kế như vậy á là anh áp dụng cuốn sách từ bên kia kìa. Đó là cuốn cẩm nang của anh đó. Anh Kim Hùng, em muốn đi dạo mát bằng xe đạp. Em muốn đi dạo mát bằng xe đạp. Trời ơi, sao không đi xe Honda cho nó nhanh? Không, em không thích đi bằng xe Honda, em chỉ thích đi bằng xe đạp của anh Hùng à. Anh sẽ chở em qua những con đường khói bụi. Trời ơi, nhưng mà đi dạo bằng xe đạp bộ em không thấy mắc cỡ hả? Không, em không thấy mắc cỡ gì hết á. Anh chở em hoài hoài em cũng thích nữa. Phải không? Dạ phải, thiệt mà. Vậy đi rồi nha. Dạ. Rồi đi. Em vô lấy giỏ nha. Rồi đi nha. Wow, nắng không anh? Đó, em thấy không? Trời nắng như vậy mà em kêu anh đưa đi bằng xe đạp. Nhưng mà em thích được đi như thế này nè, rất là lãng mạn. Trời ơi, thiệt không đó? Dạ thiệt. Thiệt phải không? Dạ. Rồi, muốn nắng cho nắng luôn. Ăn nữa đi em. Dạ. Cảm ơn anh vì tối hôm nay nha. Anh phải cảm ơn Nhung mới thì mới đúng. Bữa nay anh rất vui. Thôi, Nhung vô nhà đi, kéo trời khuya rồi đó. Anh về trước đi. Anh đi nha. Anh về cẩn thận nha. Quên cuốn sách nữa. Thiệt tình. Em ơi, cho anh hỏi cái địa chỉ này nằm ở đâu vậy em? Đi lẹ mày đi. Anh ơi. Gì vậy? Anh làm ơn, anh rượt theo chiếc xe giùm tôi đi. Nhanh lên. Tôi đâu phải ngoan đâu mà rượt theo làm chi. Trời ơi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả hết á. Anh ơi, làm ơn, bao nhiêu tiền tôi cũng trả hết á. Cho tôi gửi chiếc xe nha. Được rồi, nha. Để nó đi. Nè, nó vô.
Ê, ok, cảm ơn. Chúc vui vẻ nha. Nhỏ đẹp quá mày, tao thèm chả nước giải nè. Rồi, mày đi đi. Dừng lại anh, dừng lại. Anh nghe. Chúc tôi gửi, cảm ơn nghe. Dừng lại. Buông ra. Mày là thằng chó nào? Không còn biết tôi là ai? Làm chuyện tôi vậy hả? Muốn bỏ con mày không? Chạy mẹ tao. Buông ra mày. Nhung, Nhung, Nhung. Tỉnh lên đi Nhung. Nè, Nhung. Mày, mày. Thằng chó. Có dữ ta. Trời ơi, nhà tôi ở đồng bằng sao này núi không vậy trời. Nhà tao mà. Đi vô ghé đi. Đi. Tự nhiên là nhà người ta dành nha. Bà khùng hả bà điên? Bây giờ bà ra khỏi nhà tao không? Đi đi. Vào kia kia. Đi. Đi.
Ý, trời ơi, bà chủ, bà chủ ơi. Bà đi sao bà khỏe dữ trời. Trời ơi, tao có vũ khí. Có sao không bà chủ? Trời ơi tao, em muốn cái gì nữa đi hả? Muốn gì? Chị, kiến quá vậy. Trời ơi, chị đuổi bà ra khỏi nhà đi. Đi đây. Trời ơi Tảo ơi, nhanh lên. Dù sao bà ấy cũng là bà chủ của chị. Bà ấy trở thành điên dại như thế này là không có chỗ nương thân nữa. Em cho bà ấy ở tạm đây một thời gian nữa được không Tảo? Chị khùng rồi. Chị đuổi bà điên này ra khỏi nhà đi. Trời ơi, cái ghế này em xỉn em nằm một chút à. Đuổi đi. Đi. Trời ơi, bà chủ ơi. Bà chủ có sao không bà chủ? Trời ơi, kiến không vậy? Tôi đi tìm anh Bình. Tôi muốn đi tìm anh Bình mà. Tôi muốn đi tìm đi, anh Bình. Đuổi đi, lẹ đi, em nằm ngay. Trời ơi, tại sao bà cứ kêu tên ông ta hoài vậy? Ai bà cũng không nhớ. Tại sao bà nhớ mỗi con người nhẫn tâm đó chứ? Đi tìm anh Bình, đi tìm anh Bình cho tôi đi. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Rồi rồi. Tôi có tiền nè. Tôi có tiền nè. Rồi rồi rồi. Tiền đâu rồi? Tiền tôi đâu rồi? Được rồi, được rồi. Tiền tôi đâu rồi hả? Được rồi. Tiền tao hả? Được rồi, được rồi. Tiền tao hả? Bà chủ, mày đưa đây. Mày đưa tiền tao đây. Bà chủ ơi. Hả? Được rồi bà chủ ơi. Đưa tiền đây. Thôi. Thôi bà chủ. Thôi mà. Đưa tiền đây. Đưa tiền đây. Đưa tay ra đi bà chủ. Thôi. Đưa đây. Đưa tay đi bà chủ. Bà chủ đây. Bà chủ ơi. Bà chủ ơi, bà chủ. Đưa đâu? Đưa tiền đâu? Đưa đây. Thôi mà bà chủ. Thôi. Tiền đâu đâu? Bà chủ ơi. Bà chủ ơi. Bà chủ. Trời ơi. Bà chủ ơi. Người ta nhậu hết rồi. Ra đây ngồi đi. Tiền đâu ơi? Bình tĩnh lại đi. Tiền đâu? Tiền đâu rồi? Bình tĩnh lại đi bà. Yên lại đánh ta. Tiền đâu rồi? Tiền đâu đưa đâu? Đưa tiền đây. Đưa tiền đây. Đưa tiền đây. Đưa tiền đây. Đưa đi. Đi. Đưa tiền đây cho tao. Bà chủ. Bà chủ. Bà chủ ơi. Trời ơi, tìm có nhậu hỏi tiền đâu bà nội. Điền quá. Anh Hùng, anh tỉnh rồi hả? Anh thấy trong người như thế nào? Có đau lắm không? Nhung, anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở trong bệnh viện. Bộ, anh không nhớ gì hả? Em không sao chứ? Mấy đứa đó có làm gì em không? Cũng may á, mà anh đến kịp lúc. Nếu không thì... Mà... Anh có biết tên khốn nào định làm nhục em không? Anh không biết. Anh nhớ là lúc anh tiễn em, anh đi về, anh để quên cuốn sách, anh mới quay lại lấy. Thì anh thấy tụi nó bắt cóc em, rồi đưa đến một ngôi nhà quan. Anh đi xe ôm tới thì anh thấy tụi nó định. Rồi sau đó anh nhào vô thì anh không biết gì nữa. Lúc em tỉnh lại thì đã thấy anh nằm bất tỉnh. Em sợ lắm. Em sợ anh có chuyện gì. Thôi không sao đâu. Bây giờ anh không có chuyện gì nữa. Đừng có sợ. Sao anh lại liều mạng đi cứu em chứ? Anh có biết là làm như vậy nguy hiểm lắm không? Lúc đó anh chỉ nghĩ bằng mọi giá phải cứu em thoát khỏi nguy hiểm, cho nên không thấy sợ gì nữa đâu. Anh hai, anh có sao không? Anh không sao. Đừng có lo. Bác sĩ nói anh Hùng không bị đánh trúng chỗ hiểm, cho nên không nguy hiểm lắm. Diệp Dung có đoán ra được ai là chủ mưu của chuyện này không? Em cũng không biết nữa. Hai tên tiếp cận em nhìn rất là lạ mặt, em chưa bao giờ gặp.
tức thật. Phải chinh hai cô em tới thì thằng đó đâu có thoát được với em. Lúc đó em có mặt ở đó đâu mà anh kêu. Còn Nhung thì trong tình trạng nguy cấp nữa, có thời gian đâu mà. Lần sau nếu có chuyện gì anh hai phải kêu em, đừng có làm chuyện nguy hiểm một mình nghe chưa. Diệp Dung, con có sao không vậy? Ba, sao giờ này ba mới tới? Ba vừa mới nghe tin á, là ba chạy vô đây liền nè. Rồi thật cho ba biết đi, con có bị sao không vậy? Cũng may á là có anh Kim Hùng tới cứu con kịp thời. Nè, cháu ác, cháu đang bị thương, đừng có ngồi dậy. Còn đây là Hùng mà. Ba cảm ơn con nghe. Con đã cứu Diệp Dung. Bác chỉ có một mình nó là con gái à. Nếu có chuyện gì chắc bác sống không nổi quá. Dạ không sao đâu bác. Ai gặp vào trường hợp như vậy á cũng đều làm như con hết thôi. Với lại con với Nhung cũng đều là bạn bè mà. Dù sao á, bác cũng mang ơn con nhiều lắm Hùng mà. Dạ. Bà chủ, bà chủ ơi, bà chủ, bà anh chủ Bình. Anh Bình ơi, anh Bình ơi, mở cửa, mở cửa ra. Anh Bình bà ơi chủ. Thôi mở mà cửa. Bà chủ ơi, mình anh đi về đi bà mở chủ cửa. Mở cửa anh Bình ơi. Bà chủ, bà chủ anh ơi. Bình ơi, bà anh chủ Bình. Anh Bình ơi, mở cửa ra đi. Em nè, anh Bình ơi, mở cửa ra đi. Em tới rồi nè. Anh Bình ơi, mở cửa đi anh Bình ơi. Bà chủ ơi, thôi mà, bà chủ nghe lời tôi đi. Rồi, rồi. Mày nói bậy. Anh Bình thương tao nhất, anh Bình sẽ gặp tao mà. Ông chủ. Anh Bình ơi, anh Bình ơi, em nè, em nè. Tránh ra bà đi. Chủ, bà chủ. Anh Bình ơi, anh Bình ơi. Ông chủ. Anh Bình, anh Bình ơi, anh không nhận ra bà em ơi. À, anh không nhận ra bà em chủ. À, em nè, em vẫn còn thương thôi anh mà, bà nè chủ. Anh Bình ơi, em nè, em nhớ đúng anh rồi, lắm. Đi, tránh ra bà. Bà chủ có sao không? Thôi mà bà anh chủ. Anh Bình ơi, ông chủ anh ơi. Ơi, anh Bình ơi, bà chủ anh Bình ơi, anh chủ. Bình ơi, anh bà chủ bình tĩnh lại đi. Thôi mà đừng làm như vậy Bình nữa Bình mà bà chủ ơi. Thôi mà tránh ra bà đi. Anh Bình ơi, bình tĩnh lại đi bà chủ. Thôi mà ơi, bình tĩnh nha bà. Anh Bình ơi, anh Bình ơi, anh Bình. Thôi mình về nha bà chủ. Anh Bình ơi. Thôi đi về đi rồi bà chủ ơi. Mình đi về đi bà chủ. Anh Bình ơi. Thôi mà bà chủ. Thôi được rồi bà chủ ơi. Anh Bình ơi, anh Bình. Thôi mình đi về đi bà chủ. Anh Bình ơi, anh Bình ơi. Bà chủ, đi ra khỏi nhà con. Đúng rồi Xuyên, đừng để vợ tôi nhìn thấy. Còn ba nữa, dẫn mới đưa mau lên. Ông chủ, tại sao ông lại đối xử với bà chủ như vậy chứ? Bà đã không nhớ tên ai ngoài tên của ông, suốt ngày cứ lẩm bẩm kêu gào tên của ông vậy mà. Nè, tôi nói là một lần nữa, bà chắc bà điên này, đi ra khỏi nhà tôi mau lên. Lỡ mà vợ con tôi nhìn thấy thì sao? Điên khùng, đúng là ma không ra ma, người không ra người. Tôi không ngờ ông là một con người bạc tình như vậy. Nè nè nè, bà là ai mà có quyền nói vậy hả? Đi ra khỏi nhà tôi mau lên. Tôi nói bà nghe không? Đi. À, bà chủ. Thương khùng điên vậy đó. Anh Bình ơi, bà chủ. Anh Bình ơi, anh Bình ơi, mở cửa. Anh Bình ơi, anh Bình ơi. Bà thấy bà chưa? Chủ ơi, bà thấy tôi chưa? Bà làm anh Bình giận rồi, bà thấy chưa? Anh Bình ơi, anh Bình ơi, anh Bình ơi, đừng vậy mà anh Bình ơi. Bà chủ. Hình như Loan tới không đúng lúc phải không? Đến đúng giờ thăm bệnh mà nói là không đúng lúc là ý gì đây? Thì tại đến ngay lúc nàng đang chăm sóc cho chàng thì tôi trở thành kỳ đà cắn mũi chứ sao. Đến thăm bệnh mà ăn nói bậy bạ á là bị đuổi về đó nha. Hai Loan tới đây một mình sao? Dạ, anh Kim Cường bận cho nên nói em ghé qua thăm anh. Nhưng mà bây giờ có dịp Nhung chăm sóc rồi, chắc là anh không cần em phải không? Tại vì Diệp Dung á thấy anh bị thương cho nên cô ấy chăm sóc cho anh để trả ơn thôi mà. Ủa, trả ơn mà chăm sóc thôi làm sao mà đủ anh Kim Hùng chứ? Muốn trả ơn bằng cái gì đây?
Anh Kim Hùng, anh muốn Diệp Nhung trả ơn bằng cái gì thì anh cứ nói nha, đừng có ngại gì hết á. À, trả ơn bằng tình cảm nha. Thôi, mình đi mua nước đây. Ở chơi nha. Anh thấy trong người sao rồi? Anh cũng đỡ rồi. Tốt rồi. Anh Bình ơi! 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 Bà chủ! Bà chủ ơi! Thôi mình đi về đi bà chủ. Dạ bà. Mình về đi. Mẹ nó, tức thiệt. Con nhỏ nằm trong tay mà không hốt được. Thằng nhóc đó là thằng nào mà xuất hiện đúng lúc quá vậy? Ai biết thằng đó là thằng nào? Tự nhiên nó đến đây nó phá chuyện của tao. Tao tức quá, tao đập thẳng vô mặt nó. Ê, bộ mày không sợ gây ra án mạng hả? Mày nhát quá. Làm gì có chuyện án mạng ở đây? Tao tức tao cầm cái cây, tao đập thẳng vô đầu nó mấy phát. Mày nghĩ coi dễ chết lắm hả? Lỡ nó chết thì sao? Nó chết á thì rắc rối to đó. Tao không tin nó chết đâu, đừng có hù tao. Đồ chết nhát. Nó chết cũng rắc rối, không chết cũng rắc rối. Lỡ nó đi tố cáo mày sao? Mày làm ơn mày động não giùm tao một cái. Diệp Nhung lúc đó thì đang bị hôn mê thuốc, không có nhìn rõ thấy mặt của tao. Còn thằng đó thì đâu có biết tao là ai đâu mà đi tố cáo. Tính giúp mày chiếm đoạt nhỏ đó rồi cảnh cáo nó luôn. Nhưng không ngờ phiền phức quá. Nói chung á, không ai biết tụi mày làm chuyện này đâu. Đừng có sợ. Chẳng qua là tao tức. Con nhỏ nằm trên dĩa rồi mà tao không có hốt được. Tao tức lắm. Không lẽ mày muốn tụi tao hốt, bắt cóc nó thêm lần nữa? Ê, tao không có gan đâu à nha. Công an mà biết, không vô tù mới là chuyện lạ đó mày. Mày á, mày nhát cũng vừa thôi. Mà tao nói thiệt một câu nha, Diệp Nhung và Hải Loan, đứa nào cũng đẹp, đứa nào cũng dễ thương hết. Thua keo này thì bày keo khác, không được con này thì hốt con khác. Vui mà. Bác ơi. Bác ơi bác. Ơ, bác ơi sao sao vậy? Bác ơi bác sao vậy? Bác gọi đây nè. Bác ơi, bác còn con gọi điện kêu anh Đen đưa bác đi bệnh viện liền không bác? Không không sao đâu con. Ngày nào bác cũng ho vậy quen rồi. Mà con đi thăm thằng Đen hả? Nó bữa nay nó không có ở nhà. Dạ không. Dạ con không có đi thăm anh Đen đâu. Con đến con thăm bác á. Thiệt vậy hả con? Bác cảm ơn con nhiều lắm. Dạ, tại vì á, hôm qua con nằm mơ thấy bác, sáng nay con đi thăm bác. Chứ không phải con nhớ anh Đen phải không? Ai mà thèm nhớ ảnh chứ. Cái anh gì ấy giống như là ma vậy bác, lúc ẩn lúc hiện, không biết đường đâu mà tìm. Nó bận đi làm đó con. Thằng Đen á, nó siêng năng lắm. Lúc gần đây á, bác thấy nó có vẻ yêu đời lắm, hay mỉm cười vu vơ. Nè, phải hai đứa có chuyện gì vui muốn nói cho bác biết phải không? Dạ không có. Ảnh á, mà nói chuyện vu vơ một mình á, chắc là cái đầu ảnh có vấn đề á bác. Ảnh chạm phải ở đâu á, cho nên mới làm như vậy. Đúng là nó có vấn đề, nhưng mà không phải chạm ở đầu đâu. Nó bị chạm ở trái tim đó. Mà sao bác biết? Tổ cha mày, bác là mẹ mà sao bác không biết được? Thôi bác ơi, con đi gọt trái cây nha,
Tắc ăn trái cây. Trời ơi, con ngó coi con. Sao lại như vậy hả Cảnh? Trời ơi, con nói đó là tin mật, mà bây giờ nó vậy là sao? Dạ, con cũng không rõ nữa. Nhưng mà đây là tin chính xác mà. Trời ơi, bác đã dồn hết tiền vô cổ phiếu lần này rồi, bây giờ tôi trắng tay hết vậy là sao đây? Trời ơi, con cũng không ngờ giá cổ phiếu lại tuột nhanh như vậy. Tiền vốn tiền lời bác đặt hết vô trong này rồi, bây giờ thua sạch rồi làm sao đây? Bác bình tĩnh nghe con nói nè. Bình tĩnh sao được mà bình tĩnh? Tại con hết đó. Bác đã nói là lần này đừng có đầu tư vô, mà con cứ xú xú bác không à. Chơi chứng khoán có lúc ăn lúc thua là chuyện bình thường mà bác. Bác đừng có căng thẳng như vậy. Thua kiểu này ta có thể bài kiểu khác mà. Ý con nói vậy là sao? Là chơi nữa hả? Ừ, đúng đó bác. Mình phải chơi tiếp mới có cơ hội lấy lại những gì đã mất. Nhưng mà lúc này là thua hết rồi, lấy tiền đâu ra mà chơi? Bây giờ á, ở nhà bác còn bao nhiêu tiền? Bác cứ gom hết tiền đi, bác đầu tư vào. Con bảo đảm với bác á, kỳ này á, mình sẽ thắng. Thì không đó, hay là thua? Trời ơi, lúc đó mà thua chắc bác tức chết luôn đó con. Đó là do xui xẻo thôi mà bác. Đó là những chuyện mình không thể lường trước được. Bác không thể thua một lần rồi bác nhát tay, không dám đầu tư mạnh vào. Bác cứ nghe lời con đi, con bảo đảm với bác luôn á. Cái thằng Kim Cường này chớ có cho mình một đồng nào để chơi chứng khoán ở trường. Đó, bác thấy không? Thằng Kim Cường á, lúc đầu nó bỏ tiền ra là chỉ muốn quen Hải Loan thôi. Bây giờ được rồi á, nó liền trở mặt. Con thấy chỉ có thằng Phú á, một lòng một dạ với Hải Loan thôi. À, đúng rồi. Con sẽ nói với thằng Phú á, nói cho bác mượn tiền để bác tiếp tục chơi. À, đúng rồi. Trời ơi, bác vẫn còn đường binh mà bác nghĩ không ra. Bây giờ mình đi gặp thằng Phú nha bác. Ờ, đi con. Dạ, đi bác. Mẹ ơi, mẹ. Hey, mẹ mệt. Mẹ cho con tiền mẹ đi. Mẹ nói không là không. Tiền bạc gì mà xin, làm như tiền dễ kiếm lắm vậy? Xin tiền bạc phải tìm ra lý do rõ ràng chứ. Mẹ, con chỉ mượn mẹ một thời gian, con đâu có lấy luôn đâu. Con trả lại cho mẹ mà. Không 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 không. Thời gian của con á hả? Nó dễ sợ lắm, nó dài lắm. Mẹ, bây giờ phải nói rõ ràng cho mẹ biết con mượn tiền để làm cái gì. Con không thể nói được bây giờ. Vậy thì thôi mẹ không cho mượn. Mẹ, mẹ không tin tưởng con trai mẹ hả? Sao mẹ hỏi dữ vậy? Phủ à, không phải là mẹ không tin con, mà mẹ chỉ sợ con bị người ta lừa. Trời, ai mà lừa được con hả mẹ? Chẳng qua là con chỉ muốn đầu tư với thằng Cảnh làm ăn nho nhỏ thôi. Bây giờ con tính làm ăn cái gì? Nói rõ ràng cho mẹ biết đi. Nói trước bước hôm qua mà mẹ. Khi nào thành công con sẽ nói cho mẹ nghe. Vậy hả? Thì thôi, không cho mượn. Mẹ cho con mượn đi. Mẹ nói không. Mẹ không cho con mượn phải không? Không. Mẹ cho không? Không. Chà, mới về thấy thoải mái quá. Em xin lỗi, tại em cho nên anh mới ra nông nổi như thế này. Sao Nhung lại nói vậy? Anh không có ý trách em đâu. Chẳng qua là anh vừa về tới nhà, cảm thấy vui vậy thôi. Trời ơi, mấy trò hồng của tôi, chắc là không tưới nó, tụi nó buồn lắm hay sao á. Anh cho em một bông hồng này nha. Nếu em buồn, anh cho em một chậu hoa luôn, để em về trồng cho vui cửa vui nhà. Không, em chỉ cần một bông hoa hồng thôi, để em làm trắc nghiệm. Trắc nghiệm? Ừ. Em muốn đặt một câu hỏi để nhờ hoa hồng trả lời giùm.
Anh không hiểu. Thật ra thì em có thích một người, nhưng không biết người đó có thích em không nữa. Con bỏ nhà đi luôn, con không ở nhà này nữa. Mày đi đâu ở? Con qua nhà thằng Cảnh ở, qua phòng trọ nó ở, con không ở nhà này nữa. Trời ơi, sợ quá, hù tao. Nè, có giỏi á thì đi luôn nghe con. Mày á được có hù ai á, mày đừng hù tao à. Ôi ơi, Phúc Bột mà công tử Bột mà dám bỏ nhà ra đi, hù tao. Sợ mày quá mày hù à. Cui không có hù mẹ. Cui nói là cui đi thiệt. Cui bỏ nhà cui đi thiệt. Giặt đồ hả? Con bỏ nhà con đi. Trời, cái gì vậy? Con làm cái gì vậy? Xin tiền mẹ, mẹ không cho mà đòi đi như con nít vậy? Con nói thiệt với mẹ nha, con ở nhà này con cảm thấy chán lắm á. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, cái gì mẹ cũng quản lý con hết á. Con không có được tự quyết. Thì tại vì mẹ lo cho con mà. Mẹ lo thì mẹ phải cho con trai của mẹ làm cái gì đó một lần thôi, một mình thôi, duy nhất một lần thôi. Nếu mà mẹ không thương con á thì mẹ đâu có quản lý con như vậy. Mẹ thương con mà tại sao con trách mẹ chứ? Mẹ thương con thì mẹ cho con tự hành động một lần này đi. Mẹ cho không? Con, nếu mẹ không cho thì sao? Con bỏ nhà con đi á. Thôi. Được rồi. Để mẹ cho. Thiệt hả mẹ? Thiệt. Tối đây. Sợ mày quá. Thôi. Sao tối lên cất nghe chưa? Dạ, con đi liền. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ. Ngỡ ngọc. Có dịp Nhung chăm sóc kỹ lưỡng cho anh, sức khỏe của anh mau hồi phục quá ha. Em đòi đi đón anh mà dịp Nhung đâu có cho. Tại cô muốn. Cô làm như vậy là để trả ơn anh đó mà. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Có gì hơn không? Khai mau. Anh với cổ đâu có gì đâu mà khai. Em thấy dịp Nhung cũng xinh đẹp mà lại dễ thương nữa. Đây là cơ hội tốt cho anh. Giờ chỉ còn một cánh. Không lẽ anh Kim Hùng không thích mình sao? Sao lại như vậy chứ? Hoa Hồng ơi, cảm ơn ngươi đã cho ta niềm hy vọng. Chà, thấy em vui như vậy á, chắc là em đã tìm ra được cái đáp án mà trắc nghiệm của em đúng không? Dạ đúng rồi. Anh biết không, hồi nãy á, em cứ tưởng đây là cánh hoa cuối cùng mà nó nói là không. Nhưng mà không ngờ, anh thấy không, đây có một cánh hoa nữa nè. Cho nên em nghĩ là mới ban đầu người ấy không có thích em, nhưng mà sau này biết đâu sẽ có một kết quả khác. Bộ anh không hỏi người em thích là ai hả? Mà thôi đi, sớm muộn gì anh cũng sẽ biết thôi mà. Uống nước đi con. Dạ. 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 Trời ơi, bác cảm ơn con. Con tốt quá à. Dạ không có sao đâu, nhiệm vụ của con là giúp đỡ bác mà. Bác không bao giờ quên cái tấm lòng của con đâu. Dạ. Yên tâm nha, cứ tin vô bác. Nghe em con. Dạ dạ. Dạ bác ơi, bây giờ con phải về. Bác ơi, bây giờ trăm sự nhờ bác giúp đỡ tác hợp cho con với Hải Loan nha bác. Ừ, con yên tâm đi, tin vô bác, nghe không? Bác nhớ nghe bác. Ừ, bác hứa mà. Bác không thất hứa nghe.
Không, bác không thức hứa đâu. Dạ con về nghe bác. À, dạ. Yên tâm nha con. Thưa bác con về. Về đi con. Dạ. Hải Loan. Dạ. Đang nấu cơm hả? Dạ. Lên đây má biểu nè, lẹ lên. Dạ. Dạ. Má gọi con có chuyện gì vậy má? Ngồi xuống đi, má nói chuyện chút. Dạ. Má muốn con á, ngay từ bây giờ phải chấm dứt quan hệ tình cảm với thằng Kim Cường. Con không chịu đâu. Con và anh đã tính tới chuyện tương lai rồi. Bây giờ không có chấm dứt được đâu má. Giỏi quá ha. Tôi chưa có chấp thuận mà cô cậu đó hả, tự ý quyết định tương lai là sao hả? Má, má đã từng tác hợp con với anh Kim Cường mà. Má đừng có đổi ý nữa được không? Con xin má đó. Đó là cái chuyện trước kia. Má thấy thằng Kim Cường nó xài tiền thoải mái. Trời ơi, nó xuất hiện trong bộ dạng rất là giàu có. Nhưng mà vừa qua đó, có thấy nó chứng minh được điều gì đâu. Kinh tế thì dậm chân tại chỗ à. Má, anh Kim Cường, anh đang cố gắng đi làm. Anh còn phải nuôi bé Lý và giúp đỡ anh Kim Hùng nữa. Anh cũng kẹt, má thông cảm cho anh đi nha má. Phải rồi. Nhưng mà má tính đi tính lại rồi. Má không thể gả con cho thằng Kim Cường được. Mặc dù á, nó làm ra tiền, nhưng mà nó vẫn còn mang gánh nặng của gia đình. Nó đâu có thể nào mà mang hết tiền lo cho con được đâu. Nhưng mà con cần tình yêu của ảnh, chứ không phải là cần tiền. Má biết. Má biết con chưa có ra đời, nên con coi đồng tiền là không có quan trọng. Nhưng mà má đó, thì má thấm thía giá trị đồng tiền lắm rồi. Thằng Phú dù sao cũng là con một, có của ăn của để. Tiền bạc vật chất hơn hẳn thằng Kim Cường. Má đã từng không hài lòng về anh Phú mà. Má còn chê ảnh keo kiệt nữa mà. Thì lúc trước thôi. Tại vì á, má thấy thằng Phú á, nó chỉ cho gia đình mình hạn hẹp. Thằng Kim Cường á, thì nó chi rộng tay hơn. Nhưng mà bây giờ khác rồi. Thằng Phú nè, nè nè nè, nó mới đưa tiền cho má chơi chứng khoán nè. Đó. Còn thằng Kim Cường á, dạo gần đây nó có cho má được xu nào đâu. Má, sao tự nhiên má lại đi lấy tiền của anh Phú vậy? Thì nó đưa tận tay, không lẽ má không lấy? Trời, gió chiều nào thì má xuôi theo chiều đó thôi. Bây giờ gió của thằng Phú nó thổi mạnh thì má phải xuôi theo nó, đúng không? Còn con cũng vậy nữa. Con cũng phải như vậy nữa, nghe chưa? Con mặc kệ má nhận cái gì của anh Phú, con không có quan tâm. Má không cần con quan tâm, mà má cần thằng Kim Cường nó phải quan tâm. Con hiểu chưa? Nếu như mà nó không chứng minh được cái tình yêu của nó đối với con á, bằng những cái thứ thực tế như vậy nè, con biết đó là gì không? Là tiền. Thì má sẽ cắt đứt tình cảm của hai đứa. Con nhớ chưa? Má. Con thôi đi. Tính của má đó không có kiên nhẫn đâu. Má kỳ hạn cho con á, trong một tuần nữa đó nha. Nếu mà má không nhận được á, những cái gì gọi là đáng giá từ thằng Kim Cường, thì chuyện của hai đứa đó phải chấm dứt. Má. Má thiệt là. Mẹ em đã nói thẳng như vậy sao? Cho dù má em có nói gì thì em cũng nhất quyết không rời xa anh. Yêu anh, em phải chịu nhiều thiệt thôi. Anh xin lỗi. Anh nói chuyện với em giống như người xa lạ vậy đó. Cũng tại anh bất tài, không kiếm được nhiều tiền như mẹ em mong muốn. Anh đã vượt qua quá khứ, vượt qua nỗi mặc cảm để làm lại cuộc đời. Đó mới là điều đáng quý. Em chỉ cần anh lao động một cách chân chính, cho dù không giàu có thì em vẫn vui lòng. Nếu anh lỡ lao động không chân chính, em có tha thứ cho anh không? Có phải anh đã làm gì sai hả? Ừ,
Anh chỉ nói giả sử thôi mà. Anh đang làm vệ sĩ cho ông chủ thì có gì sai chứ. Mà sao lúc này em thấy anh ít đi làm quá vậy? Tại ông chủ đưa cả gia đình đi du lịch bên Mỹ rồi. Nhưng mà anh chưa khi nào nói cho em biết ông chủ của anh nó làm gì mà phải cần tới vệ sĩ. Có lẽ ông ấy làm ăn cạnh tranh, gây thù chuốc quán với nhiều người, cho nên mỗi khi ra đường cảm thấy không an tâm. Anh đang lo chuyện tụi mình quá, em đừng hỏi về công việc của anh nữa, nghe không? Em sẽ không bao giờ làm theo ý má đâu. Anh đã cố gắng kiếm tiền, nhưng cũng chỉ có thể duy trì tình yêu của chúng ta trong thời gian ngắn. Hãy Loan, anh không thể mất em được. Em đã nói rồi mà, không ai có thể ép em xa anh hết á. Cho dù má có làm dữ như thế nào đi chăng nữa, em cũng không sợ. Chỉ cần anh bên em, như vậy là đủ rồi. Anh Bình đâu rồi? Anh Bình. Ủa, bà Hoa phải không? Anh Bình. Thôi, tôi nhận không ra bà luôn á. Thôi, sao này bà điên, bà xấu dữ vậy hả? Anh Bình. Anh Bình đâu? Anh Bình. Ở trong hả? Anh Bình đâu? Ông Bình hả? Ông Bình không có ở nhà. Ông Bình đi rồi. Mày kiếm anh Bình, tao cho mày tiền. Tao có tiền nè, tao có thì tiền bà. Mà Nè. Bây giờ tôi đâu có tiền, hả? Anh Bình ở đây nè, mà tôi nói cho bà biết, bà bây giờ người không ra người, ma không ra ma. Anh Bình. Còn muốn kiếm ba tôi làm gì nữa hả? Anh Bình. Anh Bình. Tôi cũng không ngờ là bà cuồng si ba tôi đến như vậy. Nhưng bây giờ bà không còn giá trị đối với ba tôi nữa. Thôi bà về đi. Kiếm anh Bình. Anh Bình. Tôi nói bà đi về đi. Anh Bình. Mày đi về đi. Kiếm anh Bình mà. Em kiếm anh Bình mà. Anh Bình ơi. Anh Bình ơi. Anh Bình ơi, em nè. Anh Bình ơi. Anh Bình ơi. Đi về đi. Cho tôi kiếm anh Bình. Tôi nói mày đi về đi. Kiếm anh Bình mà. Ba tôi không có ở đây. Tôi kiếm anh Bình. Mày hiểu không? Anh Bình ơi. Anh Bình ơi. Anh Bình anh đi đâu rồi? Anh Bình ơi. Đi ra. Đi ra. Tôi đi kiếm anh Bình. Tôi đi kiếm anh Bình mà. Tôi kiếm anh Bình. Đi vô. Tôi lại cậu mà. Tôi đi vô kiếm anh Bình. Anh Bình không trong có đó anh Bình đó. Đây hết. Anh Bình ở trong đó. Anh Bình trong đó mà. Cho tôi vô kiếm anh Bình. Của em và ba em lắm á. Thầy ơi, đây là công trình đầu tiên của anh đó. Nếu mà được Nhung khen á, chắc là anh làm sau này cái gì cũng thành công hết. Anh biết không, em có linh tính á là anh sẽ rất là thành công. Thôi, được làm ở vườn kiển của mình á, đúng sở thích là mừng quá rồi. Không có mơ ước gì nhiều hết á. Anh á, lúc nào cũng khiêm tốn hết. Trời ơi, em đang khen anh hay là là anh đây? Cả hai. Rồi, cơ bản là xong rồi đó. Anh về nghe. Anh có thời gian không? Đi dạo với em một chút nha. Đi dạo hả? Dạ. Thôi được rồi. Nếu mà bây giờ anh mà từ chối nữa, chắc
anh lại có lỗi với em nữa quá. Vậy là anh đồng ý rồi phải không? Chờ em một tí nha, em lên lấy giỏ sách. Chờ em nha. Sao không, cô ơi, cô thấy trong cô... người sao rồi cô? Anh Hùng, anh bị sao vậy? Anh quen cô này hả? Trời ơi, bà chủ, bà chủ sao vậy? Trời ơi, đến đây làm gì nữa vậy? Bà chủ nghe lời tôi đi, đừng có đến đây nữa. Người ta đã xua đuổi mình rồi. Tôi đi tìm anh Bình. Cái gì bà cũng quên, mà sao bà không quên ông ta được vậy? Anh Hùng, anh có sao không? Tôi tìm anh Bình. Chị à, làm ơn cho tôi hỏi, người này là, là gì của chị? Là bà chủ của tôi. Tôi tìm anh Bình mà. Ông Quốc Bình thuê tôi về làm người giúp việc. Lúc trước thì ông chủ thương bà chủ lắm, nhưng từ khi bà bị cướp túi xách mà té xe, rồi sau đó bị chấn thương sọ não và điên loạn, nên ông ta bỏ mặc luôn. Vậy bây giờ bà ấy không còn nhớ gì nữa sao? Tâm trí của bà ấy cứ điên loạn, lúc mê lúc tỉnh như bị dại vậy đó. Tôi nghe trước đây bà chủ nói có 4 người con, chắc giờ cũng lớn lắm rồi. À, cậu là người quen á, vậy cậu có biết mấy đứa con của bà chủ tôi không? Tôi muốn liên lạc với tụi nó. Tôi không thấy. Vậy là bà chủ tôi không gặp Mai rồi. Nếu vậy cho tôi xin địa chỉ của chị được không? Để mai mốt lỡ tôi gặp gia đình của bà ấy, tôi sẽ liên lạc với chị. Vậy cũng được. Cô, tôi muốn gặp anh Bình. Đi tìm chủ. Anh Bình. Tôi muốn gặp anh Bình. Cô, tôi muốn gặp anh Bình. Tôi muốn gặp anh Bình mà. Thôi mình đi về đi bà chủ. Anh Bình ơi. Bà chủ, thôi mình đi về đi. Người bà dơ hết rồi. Anh Bình ơi. Mình đi về đi bà chủ. Anh Bình mình ơi. Mình đi về đi, bà đừng có kêu ổng nữa. Anh Bình ơi. Anh Bình. Sao vậy? Mình đi nha. Đi anh. Tại sao tôi lại gặp bà trong hoàn cảnh này? Tại sao chứ? Anh hai. Anh hai, anh sao vậy? Em có biết anh vừa mới gặp ai không? Anh gặp ai? Mẹ. Gặp bà ấy thì sao? Tại sao anh phải khóc?
Em không biết đâu. Mẹ bây giờ thê thảm lắm. Bao nhiêu năm qua bà ấy không hề quan tâm đến anh em tụi mình. Bây giờ bà ấy có thê thảm như thế nào cũng không liên quan tới em. Anh biết là em còn hận mẹ cho nên mới nói vậy. Nhưng em có biết mẹ bây giờ hoàn toàn mất trí nhớ, thậm chí không còn nhận mình là ai nữa. Anh nói sao? Bà ấy bị sao? Mẹ bị cướp giật, bị té xuống chấn thương sọ não, bây giờ trở nên khùng khùng điên điên không biết gì hết. Thật sao hả anh? Anh tình cờ gặp lại mẹ, mẹ đã quên tất cả, chỉ nhớ mỗi tên là Quốc Bình. Mẹ gào thét lên để tìm ông ta. Tại sao chứ? Tại sao bà không nhớ đến các con của mình mà lại nhớ đến thằng cha khốn kiếp đó? Bà ta bỏ rơi các con của mình, trôi theo dòng đời trôi nổi. Bà ta bị trừng phạt như vậy là cũng đáng lắm. Đáng lắm. Cưng. 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 Phải làm sao đây? Con sai rồi phải không ba? Bao nhiêu năm qua bà ấy đã biến mất trong cuộc đời của tụi con. Tại sao? Tại sao bà ấy lại xuất hiện lại nữa ba? Chính đôi tay này con đã hại bà ấy. Con hận bà ấy đã bỏ rơi anh em tụi con. Nhưng con không cố ý hại bà ấy. Ba, ba có tha lỗi cho con không ba? Con chỉ tưởng rằng mình chỉ cướp của người giàu, con chỉ lấy tiền, chứ con không bao giờ làm hại tính mạng của ai. Vậy mà con đã làm gì? Con đã hại chính mẹ ruột của mình rồi. Con tưởng rằng sau khi ra tù con sẽ làm lại cuộc đời, nhưng con đã phụ lòng ba. Đời con lại rơi xuống vực thẳm của tội lỗi thêm một lần nữa. Con thực sự không muốn.
Con là Kim Hùng đây mẹ. Mẹ là đứa nào? Mẹ, con là Kim Hùng đây mà. Mẹ không nhận ra con sao mẹ? Kim Hùng, Kim Hùng, mẹ là Kim Hùng đó. Nghe mắc cười quá. Nghe mắc cười quá. Con là Kim Hùng, con trai của mẹ mà. Con là con trai của mẹ mà. Mẹ không nhớ con hay sao mẹ? Mẹ con mình lâu lắm không gặp nhau mà mẹ. Mẹ là ai? Tao không biết ai là Kim Hùng hết. Tao chỉ biết anh Bình nè. Mày đi tìm anh Bình cho tao. Đi tìm anh Bình cho tao đi. Đi tìm anh Bình cho tao đi. Tìm anh Bình cho tao. Tìm anh Bình cho tao đi. Tại sao? Tại sao lúc nào mày cũng gọi tao năm đó hoài vậy? Mẹ không nhớ mà. Mẹ không nhớ tụi con phải không? Tại sao mày độc ác với tụi con quá vậy mẹ? Mày chửi tao hả? Mày chửi tao hả? Tại sao vậy? Tại sao mày chửi tao? Tao đâu có ác với ai đâu. Có người ác với tôi mà. Tránh ra, tao đi tìm anh Bình. Tao phải đi tìm anh Bình đấy. Tránh ra, mẹ. Tránh ra. Mẹ. Tao đi tìm anh Bình mà. Mẹ. Tao đi tìm anh Bình. Cường à, anh có chuyện này muốn nói với em. Có chuyện gì anh nói đi. Sao tự nhiên lại gặp Ngừng? Chuyện của mẹ. Em không muốn nhắc đến bà ta nữa. Em đừng có như vậy mà. Anh hiểu cảm giác của em. Lúc mới gặp mẹ, anh cũng như em. Anh rất hận mẹ. Khi nhìn mẹ nó điên nó dại, anh đã quên hết tất cả. Anh chỉ cảm thấy thương mẹ thôi. Anh là người bao dung nên anh dễ tha thứ. Còn em thì không. Em không thể quên bé Luận đã chết tức tử như thế nào. Càng không bao giờ quên những tháng ngày tu tội của mình. Bà ta đã gián tiếp góp phần cho em. Anh biết mẹ đã có lỗi với chúng ta rất nhiều. Nhưng điều ấy bây giờ đã qua rồi. Bây giờ cuộc sống của chúng ta rất là tốt. Em đừng trách mẹ nữa được không? Anh nghĩ cuộc sống của em bây giờ tốt lắm sao? Anh nghĩ quá khứ có thể dứt bỏ một cách dễ dàng như vậy sao? Thì em bây giờ đã có việc làm ổn định rồi. Anh đang học nghề. Một thời gian sau anh ra rồi cũng làm nghề. Mình tuy không giàu có như người ta, nhưng cũng không đến nỗi bữa đói bữa no như ngày xưa. Anh cảm thấy như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Anh nghĩ là việc làm bây giờ của em ổn định lắm sao? Bộ công việc công ty của em có vấn đề gì sao? Công việc công ty? Em không biết mình có thể kiếm tiền đến bao giờ nữa. Chuyện gì vậy Cường? Em có thể nói cho anh biết được không? Chẳng có chuyện gì hết. Em ăn cơm đi. Ăn xong em ra ngoài một chút. Cường à, anh muốn đưa mẹ về ở với chúng ta. Em thấy sao? Ngay cả tên của bà ta em cũng không muốn nghe tới. Bây giờ anh còn đòi đem bà ta về để ở là sao? Nhưng bây giờ mẹ bây giờ đâu còn nơi nào để nương tựa nữa. Sao mình có thể làm ngơ hả em? Tại sao chúng ta không thể làm ngơ? Bà ta đã làm ngơ với các con của mình chừng ấy năm. Sao anh không bảo người tình của bà ta? Bảo bọc bà ta đi. Ông ta đã bỏ rơi mẹ rồi. Kể từ sau tai nạn đó, ông ta đã bỏ rơi mẹ rồi. Em không biết hả? Người tình mà bà ta đánh đổi bằng 4 đứa con của mình, bây giờ bỏ rơi bà ta. Ông trời có mắt. Cường à, tại sao em lại có thể lạnh lùng nhẫn tâm đến như vậy? Thật ra nó đang nghĩ cái gì chứ? Anh có biết không anh đây? Sau tai nạn té xe, mẹ em đã trở nên điên dại. Bà ấy đi lang thang, tìm những gì mà chỉ có bà ta mới biết thôi. Em nói gì? Bộ mẹ em bị thương nặng tới mức độ vậy sao?
anh Kim Hùng đã gặp lại bà ấy. Người tình của bà ấy cũng bỏ rơi bà ấy khi thấy bà ấy điên loạn. Tuy là anh cướp của rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ làm hại đến tính mạng của ai hết. Nhưng mà lỡ có lần này, không ngờ lại như vậy. Chính em đã làm chuyện đó, không phải lỗi của anh đâu. Bây giờ em muốn tính sao? Em cũng không biết nữa. Anh Kim Hùng rồi mang bà ta về chăm sóc, nhưng em không biết phải đối diện với bà ta như thế nào nữa. Em đã phản đối chuyện này. Tao với mày đã gây ra một lỗi lầm thật là lớn. Từ nay đừng đi cướp nữa. Hãy kiếm một nghề trong sạch nào đó để mà làm. Dù ít tiền một chút, nhưng mà cuộc sống thanh thản hơn. Em muốn làm một người lương thiện, nhưng như vậy em sẽ mất Hải Loan. Bà Hải Ân sẽ không thể chấp nhận một thằng nghèo rớt mồng tơi như em. Ta cũng đâu khác gì mày đâu. Người con gái mà tao yêu, một ngày nào đó mà cô ấy biết tao là một thằng ăn cướp chuyên nghiệp, không biết cô ấy có chịu nhìn mặt tao nữa không. Người con gái anh yêu, nói cho em biết đi, là ai vậy? Chính là Thục đó. Tuy tình yêu thì chỉ mới bắt đầu thôi, nhưng có lẽ sẽ kết thúc sớm. Tại sao? Vì tao biết tao sẽ không cho Thục một cuộc sống tốt đẹp hơn, mà có thể làm cho Thục bị liên lụy nữa. Điều mà anh nói cũng đúng. Trong trường hợp của em và Hải Loan, em không thể cho Hải Loan một cuộc sống tốt đẹp. Thục là một cô gái tốt, tao không có đủ tư cách để yêu cô ấy. Từ bỏ người mình yêu sẽ rất đau khổ. Anh vừa có nổi sao? Không được cũng phải được. Yêu một người thì phải cho người ta một cuộc sống tốt đẹp, một cuộc sống hạnh phúc. Có lẽ tao phải từ bỏ thôi. Mình có nên đến đây không? Anh Đen. Ừ. Anh tới đây tìm chị Thục đúng không? À, anh chỉ đi ngang qua đây thôi. Thôi đi trước nha. Đứng lại. Ừ. Rõ ràng em thấy anh đang nói dối em đúng không? Đâu có. Anh tới đây tìm chị Thục. Không có đâu. Thôi đừng có chối, em biết anh tới đây tìm chị Thục mà. Em thấy anh đứng trước cửa, anh lần khần, anh tính bấm chuông, nửa muốn nữa không muốn. Vậy là sao? Có gì đâu. Chị Thục đi chợ rồi, có gì anh nhắn lại với em đi, bảo đảm em chuyển cho chị Thục, không rớt rơi câu nào đâu. Tôi không có nhắn gì hết á. Không tin tưởng em sao? Vậy thôi anh đợi tí đi, chị Thục gần về rồi đó. Không phải là tôi không tin tưởng Tỏi, nhưng mà thôi bây giờ vậy đi, tôi có công chuyện tôi đi gấp. Nhưng mà Tỏi không được nói là tôi tới đây tìm Thục nghe không nha. Vậy nha, cảm ơn Tỏi nhiều.
Không nhắn gì chị hả? À, không không. Sao anh này bữa nay lạ lùng vậy ta? Hồ, đứng nhìn gì chăm chú vậy? Nhìn trai. Nói bậy bạ. Trai của chị đó, người đàn ông số 2 đó. Mới vừa đi nè. Ờ, ảnh tới rồi hả? Rồi rồi ảnh đâu? Ảnh đi về rồi. Ai biểu chị ăn hàng la cà quá đi. Nè, còn bằng chứng luôn nè. Nè, hay là em nói gì bậy bạ làm cho anh giận, anh đi về đúng không? Ê, chị biết em mà. Em là một người rất là lịch sự. Đặc biệt á, là ở chung với chị nên em rất là lịch sự. Nên sao em làm ảnh bỏ đi được? Nhưng mà ảnh viện lý do gì đó, em không hiểu nữa. Chuyện gì với chuyện đó hả? Chị nghi em lắm á. Không, chính không. Đúng rồi. Sao lại không nghe điện thoại? Hẹn tao ra đây làm cái gì vậy? Có phải là mày định kêu tao từ bỏ hay Loan không? Bác Hải Ân đã đứng về phía tao rồi. Mày thua rồi Kim Cường. Mày yêu Hải Loan lắm hả? Mày hỏi câu nó dư thừa quá. Tất nhiên là tao yêu. Mày sẽ yêu thương và chăm sóc Hải Loan chứ? Kim Cường, mày nghĩ đi. Nhà tao đâu có thiếu tiền. Tao sẽ cho Hải Loan và gia đình của Hải Loan một cuộc sống sung túc. Với lại, tao yêu Hải Loan và tôn thờ Hải Loan, thì làm sao Hải Loan khổ được? Mày biết Hải Loan yêu tao mà mày vẫn chấp nhận sao? Đó chỉ là tình cảm bồng bột nhất thời mà thôi. Rồi một ngày nào đó Hải Loan sẽ nhận ra, yêu một thằng không cha không mẹ, không tài sản, không một chút tương lai như mày là sai lầm. Mày nói đúng. Tao là một thằng không có tương lai. Tao không nên lôi kéo Hải Loan vào con đường u tối. Tự mày cũng hiểu điều đó mà. Mày từ bỏ đi. Tao sẽ rút luôn. Nhưng mày phải hứa với tao, yêu thương và chăm sóc Hải Loan. Mày nói cái gì? Mày chịu từ bỏ hả Kim Cường? Đúng. Nhưng mày phải hứa với tao phải làm cho Hải Loan thật hạnh phúc. Tất nhiên rồi. Cảm ơn mày nghe Kim Cường. Cảm ơn mày nghe. Mày đúng là một thằng bạn biết điều á. Từ nhỏ tới giờ cái gì tao cũng thua mày hết. Không lẽ cả đời tao thua mày hay sao? Uống. Bữa nay tao mời mày cà phê. Nè. Cái gì vậy? Em đi giặt đồ. Buông ra coi. Ai mượn cô giặt đồ cho tôi?
đồ dơ em giặt. Tôi đâu có cần. Tự nhiên qua nhà người ta lấy đồ đi giặt là sao? Đi về đi. Con sao vậy Đen? Thục tới đây chơi rồi phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ như vậy là có gì sai đâu chứ? Con đâu có mượn cô ta tới đây giặt đồ cho con đâu. Tới đây làm phiền hoài hả? Rảnh lắm hả? Nhà này không cần ô xin đâu. Về đi. Nè, thái độ anh vậy là sao hả? Em điện thoại cho anh á, anh không nghe máy. Em nhắn tin á cũng không trả lời. Em lo sợ anh có chuyện gì cho nên em mới đến thăm bác. Thấy nhà cửa bề bộn vậy đó, em giặt đồ, anh không cảm ơn em mà anh nói vậy là sao hả? Đó là cái thái độ anh muốn dành cho em hả? Tại vì tôi không thích. Tôi không có thích cô tới đây nữa. Cô có nghe rõ chưa? Tôi không có thích cô tới đây nữa. Và tôi cũng không có thích cô. Anh nói cái gì kỳ? Anh là người thích tôi trước cho nên tôi mới thích anh chứ bộ. Thôi, đúng đó. Hồi đó tôi có thích cô á, còn bây giờ tôi không có thích nữa được không? Ai biểu cô dễ tin lời người ta quá anh kia. Chẳng qua là tôi thấy cô thất tình cho nên á là tôi an ủi cô vậy thôi, nói cô vậy thôi, ai biểu cô tin. Anh nè, dám muốn không? Muốn lại tôi không? Không á. Thục anh xin lỗi em Thục à, anh không muốn đâu, xin lỗi em. Đen, con có biết con vừa nói gì không? Con đối xử với Thục như vậy là tổn thương con người ta đó, con biết không? Con không còn cách nào khác đâu mẹ. Con bây giờ con cũng đau lòng lắm. Đen, con biết con đau lòng như vậy, sao con làm cho người ta đau lòng hả con? Thiệt, mẹ không hiểu nổi con. Em cảm ơn chị đã chăm sóc mẹ em trong thời gian qua. Cậu đừng khách sáo như vậy. Thu thật, bà chủ rất tốt với tôi. Tôi xem bà chủ cũng như là người thân của mình thôi. Em đã xa cách mẹ em nhiều năm rồi. Em không ngờ em gặp mẹ em trong hoàn cảnh như vậy. Vì vậy lúc trước em đã không dám nhận mình là con. Tôi hiểu tâm trạng của cậu. Dù sao bây giờ bà chủ cũng đáng thương hơn là đáng trách. Cậu hãy tha lỗi cho bà chủ đi. Tôi thì tôi thương bà chủ lắm, nhưng mà cái thằng em trai của tôi á, nó không có chấp nhận. Nó cứ đánh đuổi bà chủ. Tôi không biết phải làm sao bây giờ. Thật ra em muốn đưa mẹ em về nhà chăm sóc, nhưng mà Kim Cường nhất định không bằng lòng. Vết thương năm nào mà mẹ còn để lại trên tuổi thơ của em vẫn chưa liền da. Em vẫn còn nhớ mối hận này lắm. Ông Quốc Bình quả là tán tận lương tâm mà. Sống với bà chủ bao nhiêu năm, vậy mà ông ấy ngoảnh mặt làm ngơ như chưa từng quen biết bà vậy. Chỉ thương bà chủ chẳng nhận ra được bản chất xấu của ông ta thôi. Em tin ông trời có mắt, kẻ xấu nhất định gặp quả báo. Thôi bây giờ như vậy, tạm thời cậu cứ để bà chủ ở đây. Khi nào mà em trai của cậu chấp nhận thì cậu đưa bà chủ về cũng được. Dạ, nếu vậy thì mừng quá. Em cảm ơn chị một lần nữa nghe. Ừ. Dạ, em xin phép em về. Ừ. Mẹ à, con về nghe mẹ. Lần sau con sẽ đến thăm mẹ mà.
con là Kim Hùng đây mẹ. Kim Hùng, Kim Hùng. Nghe mắc cười quá. Bình tĩnh đi, đừng như vậy nữa mà. Chờ đợi công chúa đó không? Người con chờ đợi không phải là một công chúa, mà là một cô gái tên là Hải Loan. Anh đợi em lâu chưa? Đợi em là hạnh phúc của anh, anh không cảm thấy lâu. Anh đúng là dẻo miệng, lúc nào cũng biết cách làm em vui hết đó. Bộ anh nhớ em lắm hả? Em ngộp thở rồi nè. Hải Loan, anh muốn mình chia tay đi. Anh nói gì vậy? Anh Kim Cường, bộ anh nói giỡn với em đó hả? Hải Loan, em nghe cho kỹ đây, anh không muốn tiếp tục mối quan hệ yêu đương với em nữa, mình chia tay đi. Kim Cường, anh vừa uống rượu đúng không? Tại sao, tại sao chúng ta phải chia tay chứ? Vì anh không yêu em. Anh nói dối, có phải anh giận má em cho nên mới nói như vậy không? Mà cho dù có giận má em đi chăng nữa, anh cũng không được quyền chối bỏ tình cảm của mình chứ. Em không bao giờ cho phép anh làm như vậy đâu. Hải Loan à, thật ra em mới là người không tỉnh táo. Sau 6 năm ở tù, Kim Cường của bây giờ không phải là Kim Cường của ngày xưa nữa. Anh tìm mọi cách để đến với em, vì anh căm hận mẹ của em mà thôi. Người đầu tiên anh chạm mặt sau khi ra tù là mẹ của em. Mẹ em không ngừng sỉ nhục anh, anh công tức bảy tột cùng. Anh biết mẹ của em không thích anh, nhưng anh cố tình đến với em cho bỏ ghét. Anh nói dối dở lắm anh biết không? Anh tưởng em là con nít hay sao? Cho dù em không muốn tin thì em cũng phải tin, vì đó là sự thật. Mà bắt mình phải chủ động chứ. Tự nhiên cứ chửi mình xối xả.
Mình không việc gì phải nhớ cái tên đó. Tên Đen đáng ghét. Đáng ghét tên Đen. Đáng ghét. Muốn tôi gọi hả? Không dám đâu. Sau khi ra tù, anh rất muốn phấn đấu để hoàn lương. Thế nhưng mẹ em, bà ấy cứ như một đám mây đen che lấp ánh mặt trời, vừa kịp le lối trong đời anh. Được thôi, mẹ em đã không coi anh là người tốt thì anh không cần phải làm người tốt. Nhưng mà nếu mục đích của anh là như vậy thì tại sao anh lại phải cung phụng vật chất cho má của em chứ? Vì anh muốn bà ta thích thú, thỏa mãn, để mẹ em tưởng anh thật lòng yêu em. Anh còn muốn hại đời con gái của em nữa, để cho mẹ em sáng mắt ra, cho bà ấy sáng mắt với sự tham lam của bà ấy. Tại sao anh lại tàn nhẫn nói ra những điều đó chứ? Anh muốn hại đời con gái của em sao? Em quá ngây thơ và trong sáng. Em khác với mẹ của em. Sự chân thành của em đã làm cho tâm hồn của anh dịu lại. Anh biết là em rất yêu anh, nhưng thú thật với em, anh không hề yêu em. Em hãy quên anh đi. Tất cả những gì chúng ta đã có với nhau đối với anh chỉ là sự giả dối thôi hay sao? Phải. Anh muốn em đến với Phú Bột hả? Đúng. Dù cho tất cả chỉ là sự giả dối thì em cũng chấp nhận sự giả dối đó để được yêu anh. Em không muốn phải xa anh biết không? Em có thể tự đánh lừa bản thân mình, nhưng anh thì không thể. Nghĩa là anh chưa từng yêu em hả? Anh hãy nhìn thẳng vô mắt em mà trả lời, anh có yêu em không? Anh không yêu em. Đó chưa phải là tình yêu. Người yêu em chân thành nhất đó là thằng Phú Bột. Em nên trân trọng điều đó đi. Anh nghĩ chỉ có thằng Phú mới thật lòng đem lại tình yêu cho em. Đây là món quà cuối cùng anh muốn dành tặng cho em.
Đen, con buồn lắm phải không? Không có đâu mẹ. Không buồn mà ngày nào con cũng ngồi bất động rồi hút thuốc liên miên như vậy hả? Mẹ cũng biết, con nghiện thuốc mà. Mẹ sanh ra con mà, mẹ biết chứ. Mẹ biết con có tình cảm với Thục, nhưng mà tại sao con phải làm vậy? Con không làm vậy thì con không biết phải làm gì nữa. Mẹ thấy Thục không phải là đứa giàu sang, nó chưa hề chê con, mà tại sao con lại mặc cảm? Bây giờ mẹ không hiểu được con đâu. Con á là người lao động chân chính để kiếm đồng tiền thì có gì mà mặc cảm hả con? Là lao động chân chính hay sao? Con mà để dục mất cái đứa con dâu tương lai này của mẹ là mẹ không có chịu đâu. Con mau đi xin lỗi, làm lành với Thục đi. Mẹ ơi, mẹ hãy để cho người ta tìm một người xứng đáng hơn con có được không hả mẹ? Nếu con không đi tìm con Thục á thì mẹ sẽ đi. Mẹ, con xin mẹ đó, mẹ làm ơn đừng có nhắc tới cái tên Thục nữa có được không? Anh không yêu em, đó chưa phải là tình yêu. Người yêu em chân thành nhất đó là thằng Phú Bột. Em nên trân trọng điều đó đi. Anh nghĩ chỉ có thằng Phú mới thật lòng đem lại tình yêu cho em. Cho say cho quên hết cuộc đời này. Có chuyện gì vậy? Em đã chia tay với Hải Loan rồi, chia tay với người con gái em yêu thương còn hơn chính bản thân của em. Chẳng phải em đã từng nói không thể nào xa Hải Loan sao? Em nghĩ lại rồi, anh nói đúng, em không được ích kỷ, Hải Loan sẽ không có tương lai nếu như thêm một thằng như em. Anh em chúng ta có chung một vận mệnh và cùng một nỗi đau. Anh cũng anh đã làm cho Thục hiểu lầm, cô ấy đã giận và bỏ đi. Anh cũng buồn lắm phải không? Tại sao vậy? Buồn không thể nào thay đổi được số phận bạc bẽo của mình.
cho em. Uống đi. Uống đi. Uống để thấy cuộc đời này thật cay đắng. Thục. Tại sao em đã cố quên mà hình bóng của Hải Loan mãi trong đầu của em? Anh thấy Thục đứng trước mặt anh, cô ấy đang khóc đó. Anh em mình là những kẻ thất bại, thất bại đúng nghĩa, sẽ chẳng có gì tốt đẹp cho chúng ta cả. Chẳng có gì. Tới đây làm gì? Anh nói cho em nghe đi. Chuyện hôm qua chỉ là giấc mơ thôi. Tỉnh giấc mơ này thì anh vẫn mãi yêu em. Chúng ta sẽ vẫn mãi mãi bên nhau mà, đúng không? Ngủ một đêm rồi mà đầu óc của cô vẫn chưa sáng suốt hay sao? Tôi đã nói rồi, tôi không có yêu cô. Cô về đi, cô đừng có làm phiền tôi nữa. Em không tin. Không bao giờ tin. Em chỉ tin vào tình yêu của chúng ta thôi. Cô thật là ngu ngốc. Người yêu chân thành của cô là thằng Phú Bột. Anh ta làm mọi cách để có được cô. Và mẹ cô cũng mong cô và anh ta được thành đôi. Sao cô không chọn con đường dễ dàng mà đi? Em không muốn chọn con đường nào dễ dàng hết. Em chỉ cần con đường nào có anh. Em chỉ cần có anh thôi. Nhưng tôi thì không cần. Trò chơi chọc tức mẹ của cô, tôi chán rồi. Cô hãy về với mẹ của cô và tên nhà giàu kia đi. Nghĩa là anh muốn em đến với Phú Bột hả? Cô nên như vậy. Anh thật lòng muốn như vậy hả? Tôi rất thật lòng. Nếu em còn ở lại giây phút nào nữa, anh sợ là mình sẽ không thể chịu đựng nổi.
con. Cô đói bụng hả? Đói bụng. Cô đợi con chút nha. Đói bụng. Đói bụng. Cô ơi, con mua xôi cho cô nè. Cô ăn đi. Bụng. Nè cô. Ngon không cô? Ngon quá. Trời ơi, bà chủ. Tình trạng của bà như vậy tôi lo quá. Mai mốt tôi đi làm cho người ta rồi, không còn thời gian mà chăm sóc cho bà nữa. Không biết chừng nào cậu Kim Hùng mới đón bà về được. Cô biết anh Kim Hùng hả? Mà cô là ai? Con là bạn của anh Kim Hùng. Ủa, cô là bạn của Kim Hùng hả? Dạ. Vậy thì cô nói cậu ấy đón mẹ của cậu ấy về chăm sóc được không? Cô nói ai là mẹ của anh Kim Hùng? Ủa, cậu Kim Hùng không nói gì với cô hả? Dạ không ạ. Nói cái gì lảm nhảm. Cô lãm ơi, lảm nhảm. Bà Minh Hoa là mẹ ruột của cậu Kim Hùng. Mẹ con cách trở đã lâu rồi. Lúc gặp lại thì bà đã mất trí, chẳng còn nhận ra mình là ai nữa. Tôi thương bà chủ nhiều lắm, nhưng tại tôi nghèo, tôi sắp phải đi giúp việc cho người ta, tôi không thể chăm sóc cho bà chủ được nữa. Thằng em trai của tôi thì nó không muốn cưu mang bà chủ, nên tôi không thể tiếp tục chăm sóc cho bà. Có lẽ tôi phải đưa bà về ở với cậu Kim Hùng thôi. Lúc trước bà chủ thương tôi như người nhà, tôi đâu thể vô ơn như vậy. Nhưng các con của bà chủ á, chúng hận bà dữ lắm, vì ngày xưa bà đã bỏ rơi các con của mình. Cô yên tâm đi, con sẽ gọi điện nói anh Kim Hùng đến đón mẹ của anh ấy. Vậy thì tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Dạ, thôi, con có việc rồi, con về trước nha cô. Ừ. Con về nha cô. Việc tôi thì không cần. Trò chơi chọc tức mẹ của cô tôi chán rồi. Cô hãy về với mẹ của cô và tên nhà giàu kia đi. Nghĩa là anh muốn em đến với Phú Bột hả? Cô nên như vậy. Anh thật lòng muốn như vậy hả? Tôi rất thật lòng. Alo, anh Phú hả? Ngày mai anh Phú gặp em được không? Ôi, hôm nay lần đầu tiên Hải Loan chủ động rủ mình đi chơi. Hôm nay quả là một ngày tuyệt diệu. Oh. Ê. Chà, đi đâu mà hôm nay mẹ thấy con vui vẻ quá vậy? Mẹ, hôm nay con có chuyện vui vô cùng. Nói cho mẹ nghe coi. Để lát nữa về con kể cho mẹ nghe. Bây giờ con bận đi rồi, không thể kể cho mẹ nghe được. Như vậy nhé mẹ. La la la, hôm nay vui quá là vui. La 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 la. Không hiểu gì hết.
Trời ơi, Hải Loan, chúc con đi chơi với thằng Phú mà con ăn mặc giản dị quá vậy. Anh Phú chưa đến hả má? Chưa tới giờ mà con, đợi chút xíu đi. Má không ngờ là con nhận lời đi chơi với thằng Phú nha. Má ngạc nhiên thiệt đó. Chẳng phải đây là điều má muốn sao? Trời ơi, má muốn cái chuyện này từ lâu rồi á. Chỉ tại con không hiểu lòng má thôi. Đó, con cứ đòi qua lại với thằng Kim Cường không à. Từ nay má đừng nhắc tới anh Kim Cường nữa. Trời ơi, má chưa kịp dùng biện pháp mạnh mà con đã ngoan ngoãn nghe lời má vậy đó. Con đúng là con gái ngoan đó. Má biết là có ngày con cũng chán thằng Kim Cường thôi à. Đúng không? Dạ, con chào bác. Loan à, thằng Phú nó đến rồi nha con. Đi, đứng lên. Thưa má, con đi. Hải Loan. Hải Loan biết sao không? Đêm qua anh nôn nao không ngủ được, bởi vì sáng nay đi chơi với em đó. Đi nhanh đi. Ờ đi hết. Em cầm đi. Thôi được rồi. Mình đi nha. Để mở cửa cho. Đây đây. Hải Loan nè, anh muốn hỏi em điều này. Anh hỏi đi. Có phải em và Kim Cường đã chia tay rồi đúng không? Tại Kim Cường nó đã gặp anh, nó nói là từ nay không thể chăm sóc cho em được nữa. Nó muốn là từ đây về sau anh sẽ là người lo lắng cho em. Kim Cường đã nói với anh như vậy sao? Cũng tại bây giờ nó nhận ra nó mới là người không đủ khả năng lo lắng cho em, giống như là anh lo lắng cho em, cho nên nó mới bỏ cuộc. Có phải anh rất muốn em làm người yêu của anh không? Muốn chứ, muốn. Nhưng mà trước hết em muốn anh cho anh Kim Cường thấy là em đang đi chơi với anh. Ừ, anh làm liền. Quẹo vô. Ừ, anh làm liền. Cô ơi, cho con ở bên mình. Kim Cường, Kim Cường, mày ăn bánh mì hả? Hải Loan á, sáng suốt chọn tao để cùng nhau đi ăn nhà hàng. Nếu như mà ăn với mày á, chắc là ổ bánh mì bẻ đôi chắc. Anh Phú, tại lúc trước em mù quáng cho nên mới một lòng một dạ với con người này nè. Nhưng mà bây giờ em hiểu rồi. Anh Phú đừng có giận em nha. Anh làm sao mà giận em được chứ? Anh lúc nào cũng sẵn sàng chờ em hết. Mình đi ăn đi anh. Ờ. Nè, mày nghe chưa? Bây giờ tao với người đẹp của tao á sẽ đi ăn nhà hàng. Chúc mày ăn ngon miệng nha. Em nghĩ anh nên đưa bác về ở cùng để dễ dàng chăm sóc hơn. Anh rất muốn như vậy, nhưng Kim Cường nhất quyết không đồng ý. Nay mai cô Mận cũng phải đi làm để kiếm sống. Ở bên đó không có ai chăm sóc cho bác. Anh cứ đón bác về rồi từ từ mình thuyết phục anh Kim Cường. À, hay là mình nhờ Hải Loan thuyết phục giùm nha. Vậy chứ biết làm sao giờ. Thôi vậy cũng được đi. Anh à, Diệp Dung nè. Em là con gái nhà giàu có, Trâm lại làm bạn với anh. Sao nói gì kỳ vậy? Anh là người đã hết mực thương yêu em mình, là một người con hiếu thảo, là một chàng trai có trái tim nhân hậu và bao dung. Tại sao em không được làm bạn với anh? Nhưng mà
hoàn cảnh gia đình anh thì quá phức tạp, còn em á thì sinh trưởng trong một gia đình nề nếp. Anh sợ là bác trai bác không cho em làm bạn với anh. Ngược lại thì có, mỗi khi em nhắc về anh cho ba em nghe nha, ba em rất là yêu mến anh. Ba em còn nói là em phải giúp đỡ anh thật nhiều nữa đó. Em và bác trai tốt với anh quá. Tuy cuộc đời anh gặp nhiều bất hạnh, nhưng anh thấy cuộc đời mình cũng đã được an ủi phần nào vì đã cho anh có người bạn tốt như em. Thật ra em tốt với anh cũng có lý do chứ bộ. Lý do gì? Anh đoán đi. Sao anh đoán được? Anh đúng là khờ mà. Sao anh còn đứng đó? Anh nói là đi đón mẹ mà. À, mẹ, vô đi mẹ. Tới nhà mình rồi đó mẹ. Dắt tôi đi đâu vậy? Tôi không ở đây đâu. Tôi muốn tìm anh Bình. Tôi muốn tới nhà anh Bình. Tôi mẹ, muốn mẹ tìm anh Bình mà. Mẹ, đây là nhà mình mà mẹ. Mẹ không nhớ hay sao mẹ? Nhà của mình mà. Nhà của mình. Tôi muốn đến nhà anh Bình. Tôi muốn tìm anh Bình. Tôi muốn tìm anh Bình mà. Mẹ, mẹ, tôi muốn tìm anh mẹ, Bình. Mẹ, đây là nhà mình mà. Mẹ thắp nhang cho ba với bé Luận đi. Mẹ xa ba với bé Luận lâu lắm rồi mà. Mẹ, ai cho bà bước vô nhà của tôi? Ai cho bà thắp nhang cho ba tôi hả? Bà không đủ tư cách. Cường, là anh đó Cường. Em đừng có đối xử mẹ như vậy mà. Anh Hùng, em đã nói với anh rồi mà, không được dắt bà ta về. Em không chấp nhận. Bây giờ mẹ không còn chỗ nào để nương tựa nữa. Chẳng lẽ em muốn mẹ sống đầu đường xó chợ sao? Em phải tha lỗi cho mẹ đi. Anh tưởng em không muốn tha thứ sao? Nhưng em làm không được. Anh nhìn đi, anh nhìn đi. Tại sao bé Luận chết? Anh chưa quên mà, phải không? Làm sao em chịu nổi? Cương à, mẹ mình đã chịu những gì phải chịu rồi. Bây giờ mẹ đã quên hết mọi chuyện rồi. Còn em, em hãy quên hết tất cả đi. Tha thứ cho mẹ đi. Quên? Quên 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 cái gì? Từng nỗi đau đã khắc sâu trong đầu của em. Anh nói em làm sao quên đây? Hả? Anh nói đi. Mẹ đã ra nông nỗi này cũng đã là một sự trừng phạt quá lớn rồi. Cường à, em và anh hãy cùng nhau giúp mẹ làm lại từ đầu được không? Bà có nhớ tôi là ai không? Hả? Tôi là thằng con khốn khổ nè. Bà có nhận ra không? Vậy mà bà cũng không nhận ra. Bà có nhớ đâu. Cường à, em bình tĩnh, đừng làm cho mẹ sợ mà Cường. Đúng rồi. Đúng rồi, tao thấy mày quen quen. Trời ơi là trời. Tao thấy mày quen quen. Quen quen. Tao thấy mày quen quen. Quen quen.
sợ tao, nó sợ tao bỏ chạy rồi. Nó bỏ chạy rồi, nó bỏ chạy rồi. Nó bỏ chạy rồi, nó bỏ chạy rồi, nó bỏ chạy rồi. Nó bỏ chạy rồi, nó bỏ chạy rồi mà. Buông ra, buông ra, buông ra, buông ra, buông ra, buông ra, buông ra.